Cái chuỗi này sao này? Mark the location. Có chiến xe đâu đây nè, mà ông nghe đâu, không thấy người đâu. Xe nhà vệ sinh như thôi. Có súng rồi nhá. Nghe tiếng xe. Có một thằng bắn VDS ở đâu nhỉ? Hay là toàn bắn ở toàn? Chẳng sẽ biết ngay mà nó ở đây này. Đâu? Gì vậy? Chết rồi. Có thằng bắn VDS ở đây mà. Đây ra loot đồ chứ. Năm quả yếu này. Lốc 2 này, khói 1 lần nữa. Ok. Lốc 1. Ui xây kinh. Xây lên nữa nha. Gần mà chết mà này. Thế đâm thẳng vậy thế. Ui nó bắn ghê lắm. Ta sang bên này cứu nó này nết, nó nết, nó nết. Đấy. Con này biết chơi đấy. Đồ nó nết nó quang rồi. Thôi đi rồi. Bắt bò này, bắt bò này. Nào đứa vô không? Lốc 1 này, cứ cứu đi. Ờ. Một thằng cực yếu. Một thằng nắm rồi. Thôi thôi thôi. Lốc 2 là lốc 3 đấy, thế là lốc 3 đấy. Còn một thôi đẩy hết vào đấy. Một kêu thằng cho tao này. Ok, thằng cho tao này. Ủa chưa? Đây là chỗ toàn này, chỗ toàn này. Chưa liên rồi. Lúc kêu thang này, chỗ toàn này. Ai ai. Tem mà bắn căng nữa, ông hai tem luôn à? Hai tem luôn à? Tức cổ. Bọn này chưa bắt được sao chứ chưa? Nó phải. Bọn này team up đấy đúng rồi. Bọn Nhật Bản hay chơi team up là hình tăng này đúng rồi. Tự tử rồi, thằng tự tử rồi. Trường đi đâu ấy? Quăng cái đồ đạn kìa, đâu biết trong nhà kìa. Đang